đây khu này là trung tâm của xã này, này của phường này, này. Đúng rồi, khu này, ba mà nằm đây đúng rồi, khu này trung tâm. Trước mình xuống mình thấy xa, xa lắm. Tại chợ này, chợ Long Phước này, xe buýt đi Bến Thành này, ở đây có luôn á. Đây 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 quận nào đâu? Đây quận chín. Quận chín luôn. Cuối chợ này, chợ Long Phước này. Cuối bên phải này này, nó cuối của quận chín. Bên phải này nó quy hoạch làng đại học đây luôn này. Ờ đây là chợ gì? Chợ Long Phước. Chợ Long Phước. Anh này bên phải này là hết, đó là cái làng đại học đó. Đi sâu vô trong là các cái trường đại học là chơi về hết á. Còn đường này nó có cái đường này lộ giấy 60 mét là dẫn lên đường cao tốc luôn. Thì mốt mở đường cao tốc đi qua đây nhanh lắm. Thế mình đi xe hơi thì đi lên cấp kỳ. Đây thì đi lên cao tốc đi. Từ Phú Hữu nãy giờ mình đi một vòng tròn một vòng tròn chứ còn mốt xong mình đi thẳng. Mua chứ, mình mua được thẳng á. Đó, cũng được. Một năm đó đó. Một năm mà có cái tiền mà xu tiền đất này, xu thuộc 1 tỷ thì 10 năm sau là 90 tỷ. Thì mua này thì này đó. Vậy nó rẻ đúng không? Ừ. Hoa tôi mua mấy cái mà lấy chỗ đến chỗ về VIP. Mấy bài mà mua loại chicken hen là lại thỉnh thoảng nó dừng máy là không được quá nhá. Đang bay dân thì dừng lại hả? Dừng lên trời hả? Bơm cát. Bơm cát. Bây giờ nó múc, nó biết, nó làm hết. Đầu tiên thì cả đêm nó thật. Đi. Cát giờ là nó bơm dưới xà lan lên không? Bơm luôn chứ nó mới chở nữa. Nó bơm cả mấy cái số nhỉ? Sao? Thì năm 15 là tao năm gì thì tao ôm mình năm thì co đấy đi. Đồ mà dơ. Thôi đặc biệt là chỉ đất ta cho mình thôi. Thôi đó, bây giờ coi chưa đấy. Đó, vô đường số 10 này. Ai đi khai hoang cái phá đó chứ còn... Đây, bờ bản đi. Đây. Đường 11, vô đường 11 thôi. Đủ mà 35 triệu một vuông à? 34,5. Đó là 35. Ừ, 35 triệu. Mặt tiền đường này có 10 hả? Đây này. Đúng rồi.